Mình là Mahết Bình Dương, xin chào bà con cô bác, quý cô chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mật Lâm Mahết Bình Dương ha. Bây giờ là 11 giờ 10 ngày 5 tháng 10 năm 2023. Mật Lâm Mahết đang có mặt tại mộ của chú Vô Linh để ghi hình chia sẻ cho tất cả bà con cô bác ha. Trời ơi, nắng quá trời nắng luôn. Đó, khán giả biến chú giữa trưa nè. Wow, ngon dữ ta. Ngon. Đa tài công đức. Làm vua cái thiên hạ và nằm chỗ. Dạ. Rồi chào các anh chị ha. Trời nắng quá. Nắng cháy da luôn. Đó. Trời ơi nắng kinh khủng. Nắng kinh khủng luôn cô chú ơi. Nay mẫu chú có cái vườn hoa này bớm tới hút mực. Ủa mấy YouTube cái đâu hả lại? Nắng quá anh ơi. Cái này nó trốn hết hả? Bởi vì mấy ông là YouTube mới, bởi vì đâu biết tới tôi. Dành anh là anh cũng là YouTube đúng không? Cái gì? Tôi là khán giả muôn phương chứ không phải là YouTube. Vậy hả? Vậy sao biết anh được? Tôi có dự đám ma không? Dạ. Nhưng mà đám ma của chú thì ngàn người nên không biết là đúng rồi. Bữa tôi bận đồ áo quét mà. Một chú bướm rất là vàng luôn. Đây 15 mét cho bà con quán xem nha. Thánh thưởng một thời ngắn dọc mà lại vào. Bướm này rất là vàng luôn. Ủa? Anh Minh đang cúng cơm. Chuẩn bị cúng cơm cho chú. Nè, giờ cầm giùm anh đi, giờ anh em đem hoa giùm cắm trước à? Đem hoa giùm cắm trước. Nữa hả? Ảnh dành hoa thì cắm cho nó nhanh lên. Đợi người ta xong cái bàn qua mình chưa xong. Chịu nổi không? Chứ bình thường là em cắm á. Thôi em phụ bên đây cũng được. Cái thắt thứ 20 mới xong lễ tiễn đưa ông vui về xuống giặt. Quá gì nãy đó. Ồ. Cá nè vậy ta. Thôi đừng chạy vô ra. Đừng chạy vô cao. Nè em cam đi. Gì vậy? Người mãi mãi trong lòng khán giả. Áo đẹp ấy. Con nào tặng không? Quá là tặng không? Tặng áo này là tặng luôn rồi. Ok. Ok, ở dành hay gì? Thôi giỡn vô thôi, tại áo này có hình Vũ Linh định lên. Định hỏi có không định đem về cái không? Ủa, anh không thấy anh? Dạ. Tới nữa hả? Hết rồi. Anh giúp ca sĩ quá vậy? Có tặng cho anh sao? Đây không phải ca sĩ, cũng phải nghệ sĩ. Ca sĩ, em hỏi anh phải ca sĩ không chứ không phải nghệ sĩ. Không, ca sĩ. Ca sĩ hả? Không phải ca sĩ. Đang cúng cơm, chú anh chị bữa nay là có chân dài rồi. Đó, nha. Ngọc đưa nó qua. Có tiền thì mua chứ. Có tiền mua hả? Ừ. Trời ơi, chi thấy mang giày để tướng tưởng đâu trong công an trong ta chứ. Đổ đâu đổ đâu. Rồi đâu, đổ đâu. Chị. Rồi nên bên đình đại tướng nữa cả. Ghê quá ghê. Ghê cán bộ mà. Cán bộ hả? Cán bộ ở đâu vậy? Sao lão ấy nhìn công an mà nó đâu có bóng ở trên.
Ở dài này dài của cấp lớn đó, ship lớn. Dài này của cấp ta đó. Dài này chắc cũng của cựu chiến binh. Dài này chắc dài của cựu chiến binh đúng không? Cái này quan chức quyền lớn lắm mới mang được tới dài này chứ. Này, này biết đâu không? Bệnh mới về. Phải không anh? Dạ thôi, xin các chị đừng quay nữa. Trời ơi, giống cậu năm. Hồi nãy thì hỏi YouTube đâu hết rồi, chờ kêu đừng quay nữa. Quay Đồng Nai mới qua đó. Đồng Nai đó, đi Đồng Nai cho lấy. Thôi xin chú cũng đừng hát nữa. Cái gì mà nói tôi giống ông Năm, tôi không phải ông Năm đâu, giống không? À, thì không có giống đúng rồi đó. Sao giống mà được? Lấy hát kìa, lấy hát kìa. Tựa chứ sao giống cậu được. Cái gì? Sao giống cậu được. Học ngàn kiếp sau cũng chưa có người nào giống được như cậu hôm nay. Đúng. Ờ. À. Giống đâu. Mới vừa nói nhanh, giống nằm cậu phái thì... Tôi đâu có nói tôi phái ổng. Ông phái ổng lên đây làm gì vậy? Vậy lên tại vì tôi lên đây hoài hoài à. Khu này là khu của cậu Năm, không phái cậu vô đây làm gì? Đi cúng ở Tây Ninh về. Ok không? Khán giả lợi là phái người ta mới lên, không phái sao lên? Thích thì đi à. Thích là đi chứ không phái đúng không? Mày anh lao vào kia. Không vậy đâu rồi. Ngon. Ngon. Bảo đâu anh mang về đại tướng đại tá là không dám mời anh lao hoài hay sao? Cốt gì chưa? Sáng giờ cốt gì chưa? Nước gì à? Nước gì là nước gì? Nước 7, bữa thứ 5. Không có chuyện không? Chứ lời không nói chuyện để cho tao quay cơm. Để quan quan. Ở đây là ông ý kiến ý trò nha, có thằng Hải Bát ở đây là ông ý kiến ý trò đây nha. Có Hải Bát là ông ý kiến. Rồi lên, đưa con cậu lên. Chơi đấy đường. Đường. Để chị Lon cắm hoa cái đã. Đợi cho chị Lon cắm hoa. Bây giờ đây là một cái mâm cơm của là chơi mình cô chú anh chị là cái gì cũng cắm hoa. Cơm cho cậu là có hai con. Con chị hả? Có ai các bạn con. Chị Hoa, cái bình xịt nước lên cái cho nó tươi. Trưa nắng quá. Đừng nó giật lên nè, Duy Minh thu đi góp nha ông nội. Không. Thì bây giờ các anh em chuẩn bị mang cái bàn cúng lên để viếng chú ha. Trời ơi, bữa nay nắng cháy da luôn. À, bây giờ mình khui nước ngọt ra đó đúng không? Đúng rồi, khui ra đổ vô cái ly á anh. À, khui nước ngọt quá. Nắng rồi. Khán giả đến mình cũng dùng chị nào đó, chị cẩm hoa cẩm chướng gì đó, chị cẩm hoa ở xô viết nghệ tỉnh quận Bình Thạnh. Dạ 15 mốt Bình Dương Thiện Tiên Vlog Duy Minh Vlog. Duy Minh anh có coi có con Bồi Hải không? Ở đây các bạn cũng vô chú Du Linh trưa nay. Đây là một cái mâm cơm của chị Hoa Cẩm Hoa ở đường Xô Viết Nghệ Tỉnh nha quý anh chị. Ở quận Bình Thạnh. Chị Cẩm Hoa. Trưa nay bà con cô bác đến viếng chú. Chưa chắc chị à, chừng chú kia nói cảm ơn em chừng á, tại chú khá sáo rồi.
Trời mây có cây dù tím ha, mà bữa nay quýnh nguyên bộ đồ đen luôn. Mấy giờ làm bữa nay? 2 giờ làm hả? Mi bữa nay 2 giờ làm. Do đi làm á cho nên là mặc đồ đen cho nó sạch. Chứ không phải là nếu mà ngày thường là sẽ bận màu tím đẹp rồi. Chứ đi làm đâu mặc đồ của chú được. Đúng rồi. Làm chút xíu. Đó, như các cô chú anh chị thấy thì trưa nay rất là đông bà con cô bác đến viếng mộ chú Vũ Linh ha. Trong lúc là anh Minh chuẩn bị là cúng cơm trưa cho chú luôn. Đây là một cái bàn chay ha. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho 15m ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.